Vâng, Ngọc Quang tiếp tục test thử cặp loa Prodeo. Đây là những cặp loa của Nhật Bản được tuyển chọn rất kỹ. Và cặp loa sẽ được chuyển về cho anh Huỳnh ở 84 Kha Lê, Võ Cường, Bắc Linh. Vâng, anh đã chuyển tiền cọc cho Ngọc Quang. Anh yêu cầu là trong chiều ngày hôm nay về nhận được hàng thì anh nhờ Ngọc Quang thuê xe ôm chuyển cho bác. Và những cặp loa rất là đẹp, chất lượng. Và dòng loa Prodeo BK và BB bên em những ngày tháng riêng này vệ sinh không kịp các bác nhá. Cứ vệ sinh đến đâu sạch sẽ và chuẩn chỉ là chuyển cho các bác. Đóng hàng kịp, vệ sinh không kịp các bạn. Và rất nhiều cái sản phẩm đứng lên rồi. Ngoài kia thì vệ sinh xong thì bây giờ đang rỗng hết rồi các bạn. Còn đang lọ hàng của anh em đại lý đây. Vâng, sau đây em xin được mà em thử bằng con âm ly cùi đi nhá, không cần thiết phải âm ly xịn rồi nhá. Đấy. Tiện đây thì em thử thôi, em thử từ trước một rất là chất hay nha các bạn nhá. Rồi, chào cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.